Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ender Gaming. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái tựa game có tên là Beaming Drive. Thì đây là một cái tựa game mô phỏng về gọi là sự va chạm, gọi là những cái định như sao ta? Mô phỏng về vật lý của xe khi bị va chạm, khi bị tai nạn như thế này thế kia ha. Thì nó sẽ bị mớp méo, bị hư, bị cháy rồi tùm lum á. Ok, thì mình sẽ vô cái campaign, còn những cái khác thì mình chưa biết tại vì mình cũng mới mới tải game mà mới chơi lần đầu thôi chứ cũng chưa chơi lần nào hết. Thì mình sẽ chơi cái đầu tiên là Driver Training, thì nó sẽ hướng dẫn mình cách chơi ha. Ok, bài học đầu tiên thì hướng dẫn mình cách di chuyển và cách phanh thắng lại. Start. Ok. Cái này nó có hỗ trợ vô lăng nữa nha các bạn. Nó như là trường học lái xe vậy đó. Hả? Sao fail? Quá chậm hả? Nó bắt phải chạy nhanh hơn. Căng à. Ok, được rồi. Cái gì vậy? Dash profile with another try, please more be careful. À, có nghĩa là mình chạy nhanh nhưng mà không có đụng vô cái đó. Đúng không ta? Khó ta. Nhưng mà game này cũng khá là thật á. À, có nghĩa là mình có mười mấy giây á. Ở trên các bạn thấy còn 5, 4, 3, 2, 1 nè. No! Đúng rồi ta. Căng à. Từ từ. Khó quá, khó quá. Lần đầu chơi. Nhưng mà mình thấy cái hệ thống hỗ trợ lái xe của nó hay á. Ok. Đạt, đạt. 1 giây. Số 2 hả? Gì vậy? Cái này là sao mình đang để số 2 đúng rồi. Hay ha. Ok, tới tiếp theo. Hay á, thì cái này mình thấy nó thú vị á. So you can drive like a pro. Cornering. Mình chạy và mình quẹo cua và mình sẽ dừng lại. Ủa không, không dừng, checkpoint thôi. Ui, vô nước nó trơn quá. Trời đâu xanh các bạn vô nước là xe như kiểu mất lái luôn á. Nó có cả khu khu vực phóng nước, phun nước ra luôn nè, đây nè. Cái bên kia nó phun nước rồi kìa. Lại dễ sợ luôn. Ok. Không đụng mấy cái đỏ đỏ này nha. Xe có phản hồi lực nữa. Ủa? À ok. Có nghĩa là mình chỉ cần quẹo thôi, còn nước thì nó trơn quá à. Đúng rồi, mình đang để số 3 nè. Mình không hiểu cái này là cái gì nhưng mà mình thấy hộp số mình để sao là nó hiển thị vậy luôn á. Hay, game này hấp dẫn á. Tyrus Course. Cái gì sẽ có lăng tự quẹo luôn vậy? Cái gì vậy? Có nó tự quẹo luôn. Chết bà, xe này sẽ tự động. Xe này sẽ tự động. Không có côn, chiếc này không có côn. Các bạn thấy chữ số D không? Game này mình không biết có cốt nhìn thứ nhất hay không nhưng mà để mình đi xong cái này cái đã. Khá là hay. Ok, nó bắt các bạn phải chạy nhanh nhanh hết mức có thể và không đụng những cái cột kia. Ui là trời.
Từ từ, các bạn đợi xíu để mình chỉnh lại cái này cái. Ok, mình bắt đầu lại ha. Hiện tại trời đang âm u, đen thui, vừa gầm gừ quá trời luôn. Chạy, chạy trơn quá à. Thành công không ta? Thành công không ta? Ok, chúng ta ổn, chúng ta ổn. Tuy là hơi thời gian nó hơi ngắn nhưng mà khó quá. Tại vì mình sợ đụng với mấy cây á, rồi mình không dám chạy nhanh. Thôi kệ đi, lần đầu mới chơi, không sao. Hay. Land changing. Đổi làng mà, cái này dễ mà. At high wide speed require a change of hand on the steering wheel. Này là a đổi làng vậy thôi hả? Dẹt, trời ơi, tưởng gì, trời, ba cái này quá dễ, gần được ngàn điểm luôn rồi nè, nhanh hơn xíu nữa là ngàn điểm rồi. Easy easy. Corner speed. Shit. Các bạn nghe trời gầm không? Sáu cái các bạn đi vô cua này 60 dặm trên 1 giờ, 60 dặm là bao nhiêu ta? Như bạn mấy 80 ơi. Không được rồi, không được rồi, không ổn rồi, đi đường này không ổn rồi, phải vô cua tốc độ cao quá các bạn. 60 km/h nè. À, bị hư hại nhiều quá thì sẽ không được. Căng gì, cái gì mà con 100 km/h luôn rồi, dữ dằn quá. Cái vụ này khó ta, vụ này khó ta, chắc là mình nghĩ mình không có quan trọng cái tốc độ đâu quá. Chứ mà đi cua đó mà cái này xe nó trôi ra ngoài luôn. Khó ta, khó ta, khó ta, vụ này khó ta. Ok, được một cua rồi. Ok, hai cua. Cái này có vẻ nó dễ hơn tại vì nó rộng hơn. Đấy, trời ơi, còn 8 giây lận. Vậy là không hẳn là các bạn phải chạy theo tốc độ của nó ha. Có nghĩa là mình hình như là sao ta? Cũng không rõ tại sao nữa nhưng mà mình được ngàn điểm luôn á. Easy circle. Ok, 2 vòng. Xe tự động nữa hả? Cái xe tự động thì nó tự lên số luôn á. Ok, mình hiểu. Mình hiểu, khi mà quẹo gấp thì cái xe nó sẽ bị trượt luôn. Trong này thực sự là cái lái nó rất là thật ha. Va chạm nhiều quá là nó sẽ bị fail.
cảm giác cái xe nó trơn trơn thì sao á. Ơi đừng có đụng, đừng có đụng. Ok, chưa đụng, chưa đụng. Hay quá. Chưa đụng chạm gì hết. Ok, nó bắt mình phải đua 2 vòng luôn nha các bạn. Rồi sửa xe nhiều rồi, bây giờ mình sẽ đi tập lái xe. Và tập thử xe bị tai nạn thì như thế nào. Ơi đừng có đụng. Trời ơi. Mới có mấp nhẹ không sao. Ôi nó trơn. Mình nữa hả gì vậy. Ok. Điểm nó hơi thấp không sao, miễn sao qua màn là được rồi, mừng lắm rồi. Hard spin. How do you turn car around quickly in a tiny space? Trời đậu xanh. Các bạn quay đầu trong cái chỗ nhỏ xíu do đó đó. Ui là trời. Sao quay được đây? Đụng vô nó hư. Gió quẹo quẹo quẹo. Ok. À mình đụng vô cái kia rồi. Khó là gì. Ê lộn, mình skip rồi. Oh shit. Từ. Để mình quay về lại cái kia cái đã. Các bạn đợi xíu. Từ mình bị mất cái bài học kia rồi. Các bạn đợi xíu để mình tìm lại cái đã. Ủa tự nhiên mất tiêu ta. Bấm lộn skip luôn rồi. Ok thì mình sẽ quay lại cái bài này, lúc nãy mình bị lỗi, các bạn lỡ bấm nhầm nên bên mình phải làm lại từ đầu tới màn thứ 7 này luôn. Khổ quá trời. Ý, trời xíu nó kịp thời gian rồi. Mém kịp. Cái chỗ đó nó nhỏ quá à. Thật sự là chưa có cái trò nào mà mình chơi mà mình phải quay đầu cái chỗ nhỏ xíu vậy luôn á. Thật sự luôn. Quay đầu mà nhanh quá thì các bạn sẽ ba vô cái đỏ đỏ. Ok qua được rồi. Quay đầu nhanh quá thì các bạn sẽ vô cái đỏ đỏ. À, quay đầu. Ơi cái gì vậy? Ủa mình qua rồi mà. Kỳ vậy ta. Hiện tại là trời hơi mưa cho nên là không biết có ồn không. Đúng rồi, không ổn rồi. Để coi. Sao ta? Khoan, nãy giờ mình mới để ý là nãy giờ mình đi ngược chiều các bạn ơi. Ngược chiều. Nghĩa là mình đi đường này mình vòng ngược lại chứ không phải là mình đi đường kia vòng ngược lại. Đây nè. Đó, đi đường này mới đúng nè các bạn. Nãy giờ mình ơi. Hiện tại mình đang có tìm cái phím mà để phanh tay trong này á, nhưng mà mình chưa có thấy. Không phải. À ok, mình biết phím là phanh tay rồi. Ha ha. Ok, ổn. À cái này là đỡ góc nhìn. Hơi có xi nhan luôn nè. À đây có phanh tay nữa, ok. Ok, hiểu. Có xi nhan luôn. À, có phanh tay vậy thì dễ hơn rất là nhiều ha. Ok. Trời. Nãy giờ mình đi lộn, sorry các bạn. Tiếp thôi. Mình không biết cái bài mà training thì có nó bao nhiêu bài nữa đây. Slalom. À cái này thì mình biết rồi.
chạy xích xác đó các bạn. Ok, good good good. Ủa sao kỳ vậy? Sao có 200 mấy vậy? Từ từ để mình lại, sao có 200 mấy vậy ta? Nhưng mình nghĩ cũng có 200 mấy điểm mà chứ không hơn. À được hơn được xíu. Kệ đi. Quá bài là được rồi. Slalom là lượn lượn lượn, zigzag là đi theo hình chữ Z thì phải. Này là gì? Drill wheel drive handing. Roundabout. Là sao ta? Bài học này là sao ta? Mình không hiểu. Ôi. Dẫn động cầu sao xe nó các bạn thấy lúc nãy không, nó bị lắc cái đít ra luôn á. Ơi bậy, va chạm nhiều quá thì nó sẽ bị lỗi. Ok, thì là hai phút này là hai phút xi nhan. Xi nhan nè, trời ơi vô đây mất lái luôn á. Ok, lại. Vậy mất lái quá các bạn ơi, cái nó như y như là mấy con xe cao bắp Mỹ vậy á. Cái động cơ nó mạnh nhưng mà kia nó sao ta? Nó đè cái sức ép lên nó hay bị lắc cái đuôi. Chạy ghê thiệt. Từ từ chậm thôi. Cho khách chơi đi. Ôi như tất cả các bài luôn hả ta? Đâu có cái slalom này nữa. Tí này nghe nó đảo à. À ok hết bài. Hên quá còn chưa tới đường dây. Có 87 điểm à. Khó. Drill well drive handling. Khó quá chơi. Oh, advantage cornering. Trời đậu xanh khó vậy. Cái này phải có cái phanh tay mà kế bên giật cái tay kéo lên nó sướng hơn là bấm cái nút trên vô lăng. Xe nhanh vậy. À ok. Hit mấy cái gì ta, cái con là cái gì quên rồi. Chứ là đụng như mấy cái đó là mình sẽ ngậm. Xe có nẹt lửa luôn nhưng mà không nghe tiếng bụp bụp, chỉ thấy lửa thôi. Này ngẫm mất rồi. Rồi xong ngẫm luôn. À, đi vòng. Ok. Số 3 đã 118 rồi. Ơi. Các bạn nghe tiếng bập. No. Xe này có hỗ trợ phanh ABS luôn hả? No. High clutch temperature. Nghĩa là mình giữ cái côn lâu quá. Giữ côn lâu quá giống như các bạn rà côn vậy á. Giữ côn mà đạp ga lên xong cái nó động cơ nó quay nhưng mà
côn nó chưa có bắt sát á, nó kiểu nó còn hở hở cái nó bị sấy lên nhau cái nó trời ơi, khó nhất. Nó bị nóng, nó báo là nóng côn. Quậy. Căng nha. Từ bình tĩnh bình tĩnh. Khó chạy mấy kiểu xe này phải chưởng. Hay bị mất lái quá à. Hay bị mất lái mình không quen, thực sự là chưa bao giờ quen tí những cái kiểu riff như thế này luôn. Nó kêu là dùng piston 4 với 5. Sao ta? À ok, cái này là cái gì á? Ghét với mấy cái bài riff này luôn, trong đợt drill cũng vậy nữa. Không có quen với mấy cái dạng này. Chất mặt cái gì á. Từ từ từ, trả lại cái coi. Đó, mình hay bị lúc mà rip từ từ mình không có quen với lại cũng không biết khái niệm về rip hay nè, hay bị quăng cái đít đi luôn. Có lẽ do đập ga hơi nhiều. Với lại con xe này thiết kế khó. Hết thời gian rồi, kệ, mong 241 điểm. Đạt bao nhiêu điểm mới đủ ta? Hay, khó khăn quá. Khó quá. Nhưng mình nghĩ chắc va chạm nó không sao đâu, nó cho. Mà mình vẫn không có quen tới cái vụ mà lúc mà mình đi xe cái nó bị đó, nó hay bị sàn cái đít đó, cái đó là thường khắc chế được cái nó mới được. Còn hiện tại thì mình cứ bị xoáy kiểu này hoài à, căng quá ta. Ok, mình đang tập lại thì cũng khá là ổn. Giờ lúc nãy mình mới nhận ra là mình nhấn ga hơi nhiều, mấy lúc khi mình nhấn ga nó hơi quá cái ga. Ok, hiểu rồi, nhấn ga nhẹ thôi chứ đừng có nhấn mạnh quá. Ok, đây sẽ là cái lần thử mình sẽ đánh cuối cùng. Cũng bị hơi hơi bị chút xíu nhưng mà từ từ không sao. Khó vậy ta. Ok, thì sau một hồi mình vần cái vô lăng này mệt hoài luôn thì mình đã rip được rồi và sơ sơ thôi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem, mình sẽ để số 2. Nãy giờ vần cái vô lăng mệt chết luôn. Rip được rồi cũng khá khá ha. Đây là mình đang rip bằng vô lăng nha các bạn ơi. Rồi xong, bánh xe nó bị cái bánh xe nó bị đây nè. Cái bánh xe bên kia nó bị vướng rồi. Có một cái bánh xe bên kia nó bị vướng cái cột rồi các bạn ơi. Shit. Đây các bạn thấy là nó bị vướng cái con vô trong đó, hình như nó phá cái lớp xe luôn rồi. Bây giờ mình phải đợi hết thời gian và mình phải restart lại cái đã. Nhưng mà cũng rip được. Rồi ok, chúng ta bắt đầu lại ha. Khí xui quá, dính ngay cái cục con đó. Ok,
Cái này thì nó yêu cầu các bạn là đạt được đâu 500 trên 500 điểm là các bạn đã đạt được rồi ha. Các bạn nghe cái tiếng vô lăng của mình không? À, phải quay qua lăng thiệt là nhiều thì mới rip được ổn được. Chứ không phải là ga, không phải là vấn đề, cũng một phần vấn đề thôi, nhưng mà vấn đề chính là cái vô lăng, các bạn phải trả vô lăng á. Nhiều lúc nó nhanh đó mình không có trả kịp. Từ từ, kẹt vô đây rồi, kẹt vô đây khó ra. À, mình nghĩ như đây điệp chắc là đủ thấy không các bạn, thấy không? 6 giờ lên 5 điểm là đủ ha. Bây giờ mình sẽ chơi lại một lần nữa cho các bạn xem. Tại vì mình tập á thì nó hên xui, có lúc mình rip đẹp lắm, có lúc thì mình rip xấu như shit á. Cái này nếu mà mình chạy bằng bàn phím mình cho các bạn xem là cực kỳ dễ luôn, tại vì bàn phím á nó có trả phím là rất là nhanh, trả vô lăng rất là nhanh ha. Các bạn nhìn nè, sườn phím drift là cực kỳ dễ luôn, tại vì có bấm phím thôi à. Đó, các bạn thấy không? Từ mình bị nhảy vô lăng rồi, ok. Nó lên cái combo nhân 3, combo nhân 4 luôn, rất là dễ dàng. Nhưng mà vô lăng thì mình nhiều lúc mình trả không có kịp. Vô lăng nó quay tới 900 độ lận, trả không có kịp. Đó. Thì nãy giờ mình cũng dựa trên cái nguyên lý đó mà mình tập drift trên vô lăng. Cũng hên xui thôi, có lúc được có lúc không. Nhưng cái này là đủ điểm chắc rồi, 902. Max điểm của nó là 2000 điểm nha các bạn. Mình cũng không biết là không bao giờ mình đạt được 2000 điểm đâu. Tại mình đang tập rip ở cái sân này thôi. Được combo nhân 3 rồi, mình đang vô lăng. Còn mà rip theo cái hơi hình thì mình bó tay luôn á. Thì mình chỉ rip được kiểu này thôi, hiện tại mình đang tập rip kiểu này thôi à. Còn cái rip cái kiểu mà lượn qua lượn lại đồ thì thôi mình xin đầu hàng. Cái này phải bỏ rất là nhiều thời gian ra tập. Ok thì thôi mình sẽ dừng tại đây ha. Chung là được 7 giờ 57 điểm cũng được rồi. Finish là đây là bài cuối cùng. Thì những cái này là những cái bài mà mình đã thi hôm nay. Thì có mấy cái bài mình thi gọi là thi lúc nãy mình, lúc đầu mình làm thì nó hơi điểm cao hơn chút xíu, nhưng mà lúc mà sau mình bị lỗi á, cái mình làm lại thì nó hơi thấp ha. Tổng là 10.000 điểm. Nhưng mà sao bài này không có điểm nào hết trơn vậy. Rồi ok. Thì video này mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video này rất là nhiều. Thì nếu các bạn thích cái video game Beam and Drive thì hãy đăng ký của mình cũng như là like và share, và đừng quên là comment nhiệt tình phía dưới nha. Thì bật mí với các bạn là game này có rất là nhiều mod, có rất là nhiều siêu xe, và thực tế cái mà để lái á thì rất là thật luôn. Đấy, thì nếu mà các bạn muốn mình làm nhiều hơn thì đừng quên là ủng hộ mình nhiều hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.